Hồng An lại chào gia đình và Hồng An luôn chúc bà con cô bác vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Và hôm nay Hồng An cũng xin chia sẻ anh em một con phiêu thời Nhật đầu ET nha anh em ha. Một con xe là màu lông chuột, chiếc xe rất là đẹp nha anh em ha, máy là cũng như xe điện nha anh em ha. Đầu ET xe này Hồng An cũng mới có xịt nước cho anh em ha. Nói chung công việc nhiều lắm, xe cộ về cũng đầy đầy nhà anh em. À, đâu có thời gian đâu mà mình rửa mình gì đâu anh em, chủ yếu là xịt nước rồi chia sẻ cho anh em luôn nha anh em ha. Mở ra kiểm tra lửa sạc IC này kia hết, mình sườn chén cổ có đâm đụng té ngã hay là không, những cái cốt lõi của một chiếc xe là chén cổ chẳng ba sườn có thủng có gì không nha anh em. À, kiểm tra đầy đủ hết rồi Hồng An chia sẻ nha. Thì khi những bộ phận IC sạc nó bị lai á, Hồng An cũng cố gắng thay cho anh em luôn cho nó hoàn chỉnh hết. À, kiểm tra ok rồi Hồng An sẽ quay anh em ha. Rồi trước tiên là xe này đi cũng rất là kỹ, chiếc xe rất là đẹp, màu xám lông chuột, đầu ET là anh em biết rồi nha, đời 2000 đó mới đầu ET nha anh em. Rồi Hồng An tiếp tục đi tiếp nha anh em ha, đang có khách lại công việc chút. Đó, xe này anh em coi nha, xe này bao tay có thai nè anh em ha, gù là gù zin nha anh em, tay thắng zin nha anh em ha. Đèn đuốc rất là đẹp. À không ăn quên nữa, xe này là áo là đã thay rồi nha anh em ha. Áo này cũng đã thay rồi, áo hãng ha anh em ha. Áo này khách họ thay nha, chứ không phải Hồng An thay nha anh em. Chén cổ cũng rất là đẹp, chưa té ngã, chưa canh chỉnh luôn nha anh em. Chén cổ 7 màu. Xe này cũng giá hợp lý anh em ơi, giá có 20 mấy triệu nha anh em. Con xe chuẩn anh em ha. Câm móc này 7 màu hết trơn, đúng đời đúng đáp, ốc vẫn còn màu nha anh em, theo zin theo xe anh em ha, liền zin câm vẫn 7 màu rất là sáng, liền zin theo xe anh em, oxy ha, dĩ ok nha anh em, chưa khuyết nha anh em ha, rất đẹp, cuộc có bắn nè, rất đẹp nha anh em. Theo dính theo xe nè, ốc tán còn màu hết trơn anh em. Đẹp quá anh em ơi, quá đẹp. Xe này 24 triệu anh em ơi, con xe chuẩn chơi được anh em. Hợp lý, chìa khóa zin nha anh em ha, ổ zin, chìa zin theo xe luôn nha anh em. Sườn rất là đẹp, sườn dày cui à. Cái này là chủ xe họ kỹ nè anh em ha, những cái mối này họ chét keo lên nè, rất đẹp anh em. Quét keo lên đó nè, quét dưỡng nha. Các bạn mở cái cốp cho anh em xem luôn ha. Cùi đề zin ha, bình xăng zin còn màu. Đầu là ok ha, chuẩn xe. Quá đẹp, ốc còn xanh lè vàng ươm anh em. Quá trời đẹp chiếc xe này. Nói chung là xe thành phố này nè, chung tủ xe cũng kỹ anh em ơi. Ốc tan vẫn còn màu hết trơn. Nồi bạc zin không có dặm tút. Bô như cái kiếm ha. Bô zin theo xe nha anh em. Phần dưới cũng vậy luôn ha, chiếc xe có. Chiếc nền nằm ở dưới anh em. Gấp sườn anh em coi kỹ nè, không có mục mọt nha anh em ha. Chủ xe này quá là kỹ luôn. Trong đứng. Chủ xe này kỹ lắm, họ quét những cái chiếc keo anh em. Quét lên đó, để bảo giữ cái sườn đó nè, quét tới đây luôn nè, thấy không? Quét tới đây luôn, chất bảo quản á, cho cái sườn nó có bị mục mọt đó nha anh em. Bô như cây kiếm anh em ha. Anh em nhìn cái ba ga biết liền anh em, không có té ngã đâu anh em. Ba ga nè, còn trắng sáng nè, thấy không? Đèn đuốc ok hết, đùm cũng vậy luôn nha anh em, căm đùm, đùm zin ha, không có dặm tút, không có bị dợp anh em ha, má đùm cũng ok, căm còn vàng gươm trắng sáng, gấp, đẹp ha anh em ha, gấp đẹp nha anh em, gấp anh em, không có bị bung, bị chốc, chuẩn nha anh em ha. Cao su này, cao su mới nha anh em ha.
hai mươi mấy năm rồi thay cao su là bình thường anh em. Chiếc xe anh em coi đã anh em, rất đẹp. Xe này biển số thành phố nha anh em ha. Bạc lốc ok. Giò đạp zin, bô zin, ốc tán còn đẹp. Đó, bình xăng zin, sạc zin nha, bụi đề zin. Đẹp quá anh em xe này. Đó. Xăng này, còn màu hết trơn nè. Bụi đề nè. Đó, đẹp luôn. Xe này xịt dầu thôi anh em ơi. Đi thay áo rồi, đi lâu nè, tao bị chày nè. Nói chung là áo này áo cũng thay lâu rồi ha. Áo hàng mới mà thay rồi nha anh em, áo hãng á chứ không phải là áo áo jean hồi đó tới giờ, không phải nha anh em ha. Đã thay rồi. Rất là khá. Đẹp xe. Quay đẹp quá anh em ơi, quay xa đẹp lắm. Chiếc xe này đi khoảng 50 ngàn đổ lại rồi anh em ơi, không hơn nha. Vì không ai nhìn cái dĩa không ai biết à. 50 ngàn đổ lại. Đó, em có cái dĩa nè. 50 ngàn đổ lại thôi, không hơn. Đồng hồ này 35 ngàn, không biết có chuẩn hay không nha. Nhưng mà theo Hồng An dự đoán là khoảng 50 ngàn đổ lại đó, không hơn. Yên. Ồ, yên còn luôn ta, để yên zin luôn nha anh em. Da yên thì có bao rồi ha, bao lâu rồi nha anh em, bấm lại nè. Đó. Da này bấm lại cũng lâu rồi. Rồi thùng xăng đẹp quá anh em ơi. Xanh lè màu lính lên luôn ha. Đó, nắp xăng nè, thùng xăng lớn nè, không có bị bung bị chốc nè. Ốc vàng ươm số 10 hết, chiếc xe rất đẹp. Ốc zin còn mở gà luôn anh em thấy không? Đó. Này chưa rửa nè, hơi dơ anh em ha, về rửa lại nha. Đâu chấm sơn nè. Đó. Quá đẹp. Chung chiếc xe anh em nhìn biết liền à, nó đẹp nhìn sơ là anh em hiểu rồi ha. Đó, cái sườn anh em thấy không? Đèn mông như mới luôn anh em. Đó, sườn cả đó. Còn bóng luôn anh em. Chung chủ xe này bảo quản nhìn là họ quét là mình hiểu rồi anh em ơi. Họ quét những cái này lên để họ bảo quản cái sườn anh em. Đó. Chiếc sơn thôi ha. Quá trời ok. 5 số nha anh em. Cái số thành phố. Mà quay quả hướng bên đây ha anh em ha. Phục zin theo xe chưa mở nè, như phục này phục zin luôn anh em ơi. Ôi phục zin theo xe chưa mở luôn anh em. Ôi dấu chấm sơn còn anh em. Quá trời. Trời đẹp quá anh em. Ổ khóa zin luôn ha. Ổ khóa zin luôn nè, trước sau như một, xài chung luôn anh em. Này 20 mấy triệu xài rất xứng đáng luôn xe này. Thì thời Nhật đầu ET 24 triệu nha anh em ha. Chơi được anh em. Quá đẹp. Đầu ET kiếm khó lắm anh em. Đầu ET máy nó đã lắm. Máy nó chắc lắm. Đầu HVN thì cái chất xe máy thì nó sẽ không có êm bằng hàng đầu ET đâu anh em. HVN thì nó hơi xè hơn chút ha. Ủa, chống nghiêng zin còn anh em. Trời ơi dày cui anh em ơi, chống zin. Chống ngang của nó còn luôn nè. Quá trời luôn. Không đứng nè anh em. Rồi cặp te gấp chuẩn anh em ha. Đùm cũng đẹp nha anh em. Cầm của nó anh em thấy không? Còn vàng nè. Đó, cầm nó còn vàng lắm nha. Đó, vàng luôn mà. Đó, cái đùm đẹp lắm, không có bị dợp bị bung anh em ha. Chiếc xe niền nè, không có lủng mục. Đẹp quá. Ngựa xì anh em. Điều duyên ha. Chúng xe đậu cũng có xét nha anh em ha. Anh em để những chiếc xe đậu đôi lúc nó cũng có xét một hai cây câm anh em. Những cái đầu câm duyên nó như vậy đó. Chứ không khi nào mà đầu câm nó mới hết trơn anh em ha. Mình chơi xe mình phải biết nha. Những cái đầu câm như lúc nó xe đậu nó sẽ xét. Còn xe mà câm thai hết đó, cái đầu câm nó vàng hết trơn, nó không có cây nào bị xét đâu anh em. Những cái xe mà nó đậu là câm zin là đầu câm nó sẽ bị xét một hai cây. Đậu là như vậy đó anh em thấy không? Đó. Chứ không thể nào mà nó mới hết, toàn bộ đầu câm nó mới hết là không phải đâu. Ba câm đó là câm vô không anh em. Câm mới là câm vô anh em ha. Rất đẹp. Vàng ươm hết trơn thấy không? Còi chưa chỉnh luôn anh em ơi, sao này.
chưa chỉnh cò luôn nha anh em ha. Nắp sấp bắp nè, chưa có dấu luôn nè, chưa chỉnh cò luôn. Đó, dơ chịu phải về rửa nha anh em ha. Nó dơ lắm, Hồng An cũng sửa sơ sơ ở ngoài thôi anh em thấy không. Chiếc xe là nguyên bản mộc mạc là nó phải như vậy đó. Và có những chỗ dơ, chỗ sình nó bám á. Còn vàng ngoài thì mình rửa thì nó sẽ sạch. Còn ở trong của nó sẽ còn sình, còn bám, chất dơ. Đó. Mà ở trong nó sáng trưng, nó sạch sẽ hết là qua nhiều tay dọn rồi nó mới được sạch sẽ trong cái sườn nha anh em. Họ quét nha anh em ha, quét lên. Đó, họ xả cạ nè, kỹ anh em thấy không. Đó, chủ xe quá kỹ luôn, quét lên anh em. Đó, quét lên thôi nha anh em ha, bảo quản cái sườn lại thôi. Đó, quét lên. Xe nó có, nó dễ coi lắm. Nó ngóc ngách là nó dơ nè, thấy không? Về xả cái nhẹ là nó ra hết anh em. Mấy đó là mấy cái dơ của nó đó, nó bám ở trong á. Bám sình, bám cát, nó hơi còn ba cái chất này. Anh em về rửa một cái thôi là sạch trơn luôn anh em. Lấy cái cọ anh em. Cái cọ hoặc cái bàn bàn chải thao hay bàn chải gì đó mình khều nó ra hết trơn à. Không ăn rửa thì chỉ có để như vậy rửa thôi. Đó, chất xe nó vẫn còn dơ nè. Thấy không? Anh em về rửa lại cái. Nguyên bản vậy thôi. Ok, nổ máy nha anh em ha. Khá là đẹp, xe đều lắm. Quay xa một cái nha anh em. 24 triệu quá hợp lý ha. Một con xe đầu ET. Dằn bạc là ok luôn nha anh em. Thuộc trước có bắn ha. Đó, quay yên anh em thấy không? Không có té ngã, không có lát, không có chạy, chưa mở, quay yên zin nha anh em. Yên zin nha anh em ha. Đó, zin nha. Chưa có dấu mở luôn đó, phục zin theo xe luôn, chưa có mở luôn nha anh em. Phục này chưa phục hồi luôn anh em ha. Phục zin. Chuẩn xe. Rồi, nổ máy. Chúc công việc nhiều đó anh em ơi. Thứ hai này Hồng An cũng mới lấy về, cũng mới mở đuôi cá ra xịt nè, lấy nước xịt nó cá ra hết trơn nha anh em. À, thì rất là nắm đây hết đó, xịt sơ cái giò nước xịt cái nó ra hết trơn à. Nó đẹp thì nó đẹp thôi anh em, nó dơ anh em thấy không. Nó về chỉ có chùi rửa lại thôi. Xịt cái bộ phận này mình kiểm tra cái chất xe của nó có đúng hay là không nha anh em. Mạch máu trái tim của nó hết, kiểm tra hết. Con này có 20 mấy triệu nha anh em. 24 triệu rồi. Quá đã, 4 số 1 chủ luôn nha anh em ha. Áo tem zin theo xe hết nha anh em. Không có dán keo mà áo cỡ này anh em thấy không? Bộ tem của nó nè. Trắng bùng dưới còn luôn nha anh em. Quá đẹp. Ủa xe đẹp quá anh em ơi. Mới lấy về xịt nước là xong rồi anh em. Đầm căm của nó nè. Chiếc xe nè. Còn phục zin nha anh em ha. Chiếc đầm của nó, căm của nó còn vàng luôn nè anh em thấy không? Thì có 24 triệu anh em. Xe Hồng An mua nhưng cái giá trên đây anh em chia sẻ lái giá tốt lắm anh em ơi. Ít khi nào Hồng An đi mua xe khách lắm. Anh em lái đem vô Hồng An test máy ok, chuẩn máy là ok à. Rồi lụm thôi, lụm lúa rồi anh em ơi. Không có thời gian đi mua ngay chủ đâu, không có thời gian thật sự luôn á. Mua là mua của lái anh em chia sẻ rồi vừa mua của khách á. Lái họ mua của khách xong rồi họ đem vô Hồng An liền à. À, vì Hồng An là chuyên lựa xe đẹp, xe chất, máy ok, máy chuẩn như xe điện. Thì Hồng An là họ biết cách Hồng An mua rồi. Cứ đem vô hết đây, Hồng An mua hết. Trong xe làm chủ yếu cục máy, chuẩn, máy chất. Chiếc xe zin là phải, chiếc nền là phải đẹp, nguyên bản. Đó là họ đem vô đây hết à. Hồng An gom hết đó anh em. Hồng An ít khi nào đi mua ngay chủ lắm. Và sang lái là nhiều anh em. Nhưng mà đa số là nước đầu tiên không nha anh em ha. Mua lái là giá tốt nha. Vừa mua về sang tay là được giá tốt nha anh em. Đó. Giá rất là tốt. Tâm ra giá hợp lý. Không có giá ảo mà xe không chất lượng mà bán giá cao nha anh em ha. Máy là máy như xe điện mà bán giá rất là tốt luôn. Không có kê giá cao lên đâu anh em. Đó. Cái sợ mà những anh em mua tới 3-4 tay đó, đem về quê rồi sang tên rồi bán lại đó anh em. Ở những cái đó là họ đưa cái giá cao lắm. Một món hàng mà qua 3-4 tay rồi anh em nghĩ đi,
còn gì nữa anh em? Một món hàng họ mua vô mà họ qua 3-4 tay rồi sẽ đôn cái giá trị lên rất là cao ha. Thành ra cái giá thành xe đẹp đó, họ đưa lên rất là cao, ngoại trừ những cái xe dập thôi. Xe dập, xe cũ, máy kêu, máy xào, máy ré đó, họ bán giá mềm cho anh em thôi, chứ không có gì mà ngon lành đâu anh em. Đẹp quá anh em ơi. Chất xe thành phố anh em, nó chưa rửa chưa gì hết á, xịt nước thôi, quá ok rồi. Trời ơi xe này đẹp, 24 triệu, đèn zin hết ha, quá chuẩn luôn. Ở đâu kiếm anh em ha? Chỉ có kiếm tại Hồng An thôi, những con xe chất lượng, máy chất bảo hành 1 năm chỉ có tại Hồng An mới có nha anh em. Nổ máy cho anh em nghe luôn nè, xe chuẩn chất, trời đẹp quá anh em. Xe ngay chủ mua luôn, xe chạy đúng 49.000 anh em, kim đỏ ao à ha, kim đỏ ao luôn đó, nút zin hết trơn anh em ha, quá đẹp. Chìa khóa, ổ khóa còn dấu đẹp luôn anh em, khớp liền lạc, không gãy không bể, cái cánh vẫn quan trọng lắm anh em. Cái bộ áo này mua khó lắm nha anh em ha, không có dễ mua nha, nếu mua rất là mắc tiền nha anh em. Áo phiêu hay đặc biệt rất là mắc, không có rẻ nha anh em ha. Quá trời đẹp bộ áo này. Xe này mà về miền Tây là họ hét 28-30 triệu đó, mang khẳng định luôn nha anh em, không phải đơn giản đâu. Về miền Tây một cái là đưa giá lên tới nóc luôn á, qua một tay xong rồi ra tay thứ hai là đưa giá lên 28-30 triệu đó. Quá đẹp, đều hết trơn, không có gãy, có gãy nhàm nào, bể nhàm nào hết, đẹp quá anh em ơi. Nói chung là giá trị xe là nằm ở cái người mà mua thôi, người mua người ta mua nước đầu tiên lỡ ít thì người ta bán rồi ha, còn mà qua tay thứ hai họ đôn lên, tay thứ ba họ đôn lên 1 triệu 1 triệu, cứ qua một tay đôn lên 1,5 triệu thôi đó, thì người cuối cùng là ai thì thôi, người khách thì thôi đó nha anh em. Trời ơi, máy quá trời đã, trời ơi không, bán 7 màu trơn đó, chiếc xe zin anh em ha, nó mộc mạc đó, rửa dơ đó anh em, về chịu khó rửa ra đẹp lắm nha anh em. Máy à, quá trời, như xe điện luôn nha anh em ha. Ở đây bán không ăn bán là máy là như xe điện nha anh em. Máy là như xe điện đó, ở đó đó anh em, về rửa rất là đẹp, xe này chiếc xe đẹp lắm, về rửa lại khều lại nha anh em ha, sẵn chia sẻ luôn ha, xe cộ nhiều quá rồi đó, không có thời gian rửa đâu anh em, này chưa mở luôn nè anh em ha, zin nè đó, anh em mua về là chỉ có xiên tẩy rửa chùi rửa nó rất là đẹp luôn. 24 triệu máy như xe điện là có nha anh em ha. Không nghe tiếng máy luôn anh em ơi. Máy dữ vậy anh em. Đó, anh em nào thích thì giờ chia sẻ luôn nha anh em ha. Không ăn khỏi có đăng nữa nha. Sẵn cái clip này đăng hai xe luôn. Chứ đăng nhiều quá không ăn không có thời gian anh em ơi. Xe về nhóc luôn anh em. Và hôm nay có hai bộ hồ sơ của anh em mà Hồng An có chia sẻ trên trang cộng đồng nha. Anh em nào xe của người nào nhớ theo dõi lưu lại cái tin của mình nha. Có hai bộ hồ sơ, thứ hai Hồng An nạp đó. Còn ông anh ở dưới Kiên Giang, ở Bình Dương hay gì đó, Hồng An quên rồi nha anh em ha. Nói chung là hồ sơ nhiều quá, Hồng An có chia sẻ lên trang cộng đồng đó. Hồ sơ ai là người đó lưu lại đi để mình biết, 14-15 ngày điện cho Hồng An. Hồng An bàn giao gốc, nếu mà Hồng An quên thì Hồng An sẽ điện cho dịch vụ để họ tranh thủ đưa cho Hồng An nha anh em. Nhiều quá Hồng An không có nhớ hết nha anh em ha. Đó, ra anh em cứ lên trang cộng đồng, anh em coi bộ hồ sơ của ai thì của mình, thì mình lưu lại cái tin đó, cái ngày đó để mình biết. Đó, chia sẻ. Má đã quá anh em ơi. Như con xe này là 24 triệu nha anh em. Bao
sơ nha. Con này 24 bao hồ sơ. Anh em thành phố là bớt được 1 triệu là còn 23 triệu nha anh em. Xe Hồng An là chỉ có nghe là chỉ nghe tiếng bô thôi chứ không nghe tiếng máy đâu. Em vô xe điện luôn em. Thấy không? Rồi, ok nha. Mang đi sơ lại một cái nha. Nói chung là không có nhã ý quay con này đâu, hơi sẵn rồi quay luôn. Hai cái clip quay thành một, một clip quay thành hai chiếc xe luôn nha anh em. Đó, phiêu 1 và phiêu 2 đi ha anh em ha. Cho bớt cái thời gian. Tổng hợp lại hai chiếc luôn. Xe rất đẹp. Chuẩn ha. Bạc lốc đẹp lắm nha anh em. Thành phố là 23 nha anh em nên nhớ nha. Tỉnh thì 24. 1 triệu là để rút hồ sơ nha anh em. Số rất đẹp luôn nha anh em ha. 4 số ngay chủ quận 3 nha anh em. Nóng hỏi luôn. Ôi máy đã quá. Máy cỡ này thì làm sao mà chịu nổi anh em. Nhưng mà tay nghệ tay thợ nghe chịu không nổi mà. Hú hồ gì khách anh em. Chung cái đẳng cấp nằm ở đây hết anh em ơi. Chung không nghe lựa. Lựa xe nó có khác biệt ha. Rồi tiếp tục chiếc phiêu 1 cho nó xong cho rồi đi anh em ơi. À, xe này là áo cánh bẩn là còn đẹp, không có đứt bể cho anh em ha. Vì cặp cánh thì Hồng An gỡ nó ra, mình quay mình kiểm tra nó kỹ hơn. À, chứ gáp vô này nó không có nào thấy được bờ phận bên trong nha anh em. Rồi Hồng An nổ máy luôn nha anh em ha. Hồng An xin chia sẻ anh em luôn nha. Hồng An sử dụng cái chai này nè. Có 2-3 người anh em hỏi mình xịt bằng cái chai gì đó, anh em cứ mua chai này xài anh em ơi. X5 nha anh em ha. Xài này là cho nó tẩy bớt ba cái sình, ba cái dơ thôi. Cho nó bảo quản lại vàng ốc nha anh em ha. Chứ ngoài ra nó không có gì hết nha anh em ha. Nó cũng giống như là một chai RB7. Nhưng mà cái thằng này nó có thể nào nó có thể nó bốc hơi nó khô nha anh em. Anh em xịt xong ngày mai nó sẽ khô lại ha. Đó, nó có một chút tẩy cho nó ra ba cái sình, ba cái bợn á, cho nó nhanh hơn thôi. RB7 là tẩy sét. Cái này là nó tẩy sình, tẩy bợn, tẩy dơ. Đó, và có một cái ưu điểm nữa là nó có thể nó bay hơi nha anh em. Anh em xịt xong ngày mai nó bay hơi đó, là nó khô ráo luôn á. Còn R77 thì nó là xịt xong là nó vẫn đậu ở đó mãi thôi, nó không thể nào khô được. Còn chai này là nó khô nha anh em ha. Xịt xong hết ngày mai nó sẽ khô lại đó. Và có công dụng là tẩy sình, tẩy dơ đó. Máy anh em. Chứ không có gì đâu nha anh em ha. Máy nè. Chứ xe điện luôn nha anh em. Trời ơi, máy xe điện anh em ơi. Máy là máy xe điện nha anh em ha. Xe thì xe gắn máy nha, nhưng mà máy là máy điện nha anh em. Xe là không có ré, không có xè, không có hú hức luôn nha anh em ơi. Nói chung Hồng An lựa xe thật sự á, 10 chiếc giỏi lắm lựa được một chiếc nha anh em ha. Chứ không phải là chiếc nào Hồng An cũng lựa như vậy đâu. Tại vì khi anh em lái họ đem vô Hồng An á, cũng rất là nhiều xe nhưng mà 10 chiếc lựa được một chiếc thôi. Hôm nay tính Hồng An cũng khó mua xe lắm, anh em lái thừa hiểu à. Tập ra chiếc nào êm á, cảm thấy êm nhất họ mới đem vô cho Hồng An thôi. Ngoài ra chiếc mà nào mà kêu kêu xào xào ré ré là họ không bao giờ dám đem vô cho Hồng An đâu anh em. Hồng An lựa xe đặc biệt là nó khác nha ha. Lái là phải lái mà đem số xe phải đem phải chức thì mới đem vô đây được nha. Còn ngoài ra mà máy mà xào mà ré mà kêu mà hú mà hước là không bao giờ nha anh em. Vì những dòng đó nếu mà mình mua nó rẻ lắm anh em nên nhớ nha. Những chiếc xe mà kém chất lượng, máy chất lượng á, cửa hàng họ thu vô rất là rẻ ha. Còn những cục máy này á cao lắm, giá trị nó cao lắm, mình sang lái cũng rất là cao luôn. Thật sự là nói như vậy nha. Chứ không phải là mình chơi này chơi kia. Cục máy xào, cục máy không đạt chất lượng á, nó giá nó rẻ lắm. Nó trên lệch những cục máy này là khoảng 3 đến 4 triệu một chiếc xe đó nha anh em. Cũng là một chiếc xe zin ha, đầu nồi chưa rớt nhưng mà mình lựa máy êm đặc biệt nó sẽ mắc hơn. Vì lái họ cũng biết mà. Họ cũng biết xe là họ chất lượng, năm ra cái giá thành mình sang là cũng cao lắm. Cao hơn đến 2 đến 3 triệu một chiếc xe anh em.
Còn những cái xe mà máy kêu, máy xào, máy ré thì mình có thể mình mua rẻ hơn, nhập vô rẻ hơn 2 đến 3 triệu một chiếc chiếc xe đó, kém chất lượng á. Nhưng mà mình không có chơi thể loại mà máy máy đó được ha. Bán kêu đó là chết luôn nha anh em. Bán kêu đó là làm sao bảo hành anh em 1 năm năm được. Chạy tầm cỡ 3 tháng, 4 tháng là bao nhiêu máy trà gạo rồi ha. Đó. Thì bảo hành anh em 1 năm về máy là tất nhiên là máy nó phải bền, phải chất, nó êm nó mới bền được. Còn những cái máy mà nó kêu, nó rua, nó gào, nó hú rồi làm sao mà bền được anh em. Chạy dài 3 tháng là càng ngày nó sẽ càng kêu. Đặc biệt cái động cơ nó ngộ lắm nha anh em ha. Khi nó đã kêu rồi thì anh em càng chạy nó sẽ càng kêu, càng kêu lớn nha anh em ha. Nó ngộ lắm. Thì cái động cơ nó đã lỏng, bộ phận bên trong máy nó đã lỏng rồi thì mình càng chạy thời gian lâu thì nó sẽ càng kêu lớn nữa. Không bao giờ êm được nha anh em. Ngoài trừ anh em đem đi sửa thôi. Ép dên hay bạc đạn dên hay gì đó ha. Thay cam, thay cò, thay nồi đó, thay nhông đó, nó mới êm hú, không hú được. Chứ nó đã kêu là nó kêu càng ngày càng lớn thôi. Thà anh em mua những cái xe êm như vậy nè, đó, đi kỹ thì nó mãi mãi nó vẫn êm nha anh em. Còn mua mà những chiếc xe mà nó kém chất lượng đó, nó hú rồi đó, là anh em về phải thay nhông nè, thay bạc đạn nè. Đó, kêu dên là phải ép dên nha anh em. Trong ra là mất đi giá trị rất là nhiều ha. Rồi, nói nhiều cũng chán anh em ơi. Hồng An nói nhiều Hồng An cũng cảm thấy chán đó, mà cũng phải nói anh em, nói cho anh em biết thôi ha. Phân tích rõ ràng hết cho anh em mình chơi xe thể loại mà không còn sử dụng cái bỏ mẫu này nè, cái giá trị nằm ở cục máy thôi ha. Đừng để những cái kênh mà họ bán hàng họ đánh lừa anh em thôi đó, họ quay từ xa rồi họ chạy ra đường vắng lên cầu rồi kia để những cái âm thanh tạp á, không nghe được tiếng máy đó anh em. Mình quay như vậy còn chưa ăn thua đó anh em. Để gần để sát mà cục máy như vậy đó còn chưa ăn thua đó. Phú hồi giờ họ quay từ xa như vậy làm sao nghe anh em. Quay xa là thua rồi ha. Chả lên cầu nữa, âm thanh nó tạp đó, đường xá đó làm sao mà nghe được tiếng mà máy được. Những cái chiêu đó xưa rồi anh em ơi ha, nên né nha. Những cái kênh mà quay phim rõ ràng để máy gần á, anh em nên để ý mình xem mình học hỏi. Và những cái kênh mà nó chơi những cái chiêu mà quay từ xa không anh em, vừa nổ máy vừa tắt là xong rồi ha. À, những cái chơi chiêu đó là không trung thực nha anh em, đánh lừa anh em thôi nha anh em ha. Rồi ok nha anh em, máy êm quá muốn quay mãi cho anh em nghe anh em ơi. Nó hơi dơ nên về rửa nha, bám sình bám bợn về rửa lại. Dơ nè, về xử lý lại ha. Trong thời gian Hồng An cũng không có nhiều đâu, không ra xịt nước là xịt dầu lại là xong rồi nha anh em ha. Rồi xe này cũng như một giá đó anh em đã nói rồi nha, 24 triệu nha anh em. Con xe chuẩn, xe chức nha, đầu ET, hồ sơ họ hỗ trợ 1 triệu nha anh em ha. Rồi bye bye mọi người nha, máy Đức đã. Tại Hồng An thích cục máy anh em ơi, chung quay mãi rồi rất là êm. Em nghe anh em, máy như xe điện là có anh em ơi ha. Phải mình hãnh diện chứ, mình mua được những chiếc xe này máy mình cái lòng mình nó vui lắm đó. Chia sẻ cho anh em những chiếc xe máy chức như vậy Hồng An vui đó. Ở đó đó, nói chung mình làm vì niềm vui mà anh em, công việc nó như vậy mà, làm vì niềm vui ha. Mua bán là do duyên, lựa được những chiếc xe đẹp máy ok là chia sẻ cho anh em là Hồng An vui rồi đó. Giống như là một cái thử thách tay nghề anh em, thấy không? Xe ở ngoài thì nhiều nha, xe đẹp thì nhiều, nhưng mà mua được những cục máy này kiếm khó lắm, chỉ kiếm trên đầu ngón tay ra anh em. Hồng An chuyên môn chơi những chiều mà thích đam mê vậy đó, chuyên đội những cục máy như vậy chia sẻ thôi ha. Rồi bye bye mọi người nha anh em. Có điện thoại của xe máy Hồng An nè anh em, 0368888333 và 0957745. Bye bye mọi người.